Hôm nay mình xem đến cái mua hàng nhá. Rồi. Mua hàng ấy để mà kiểm tra mua hàng xem là họ hạch toán có đúng hay sai ấy. Là vào phần Rồi. báo cáo phân tích, xong rồi chọn sổ Rồi. chi tiết bán hàng và Rồi. xem cái tài khoản nợ có của nó. Chị vào báo cáo phân tích như này. Xong rồi nhấn chọn báo cáo này. Ở đây chị chọn là sổ chi tiết mua hàng. Chọn Tổng hợp mua năm hàng thôi mình mà hàng cửa năm rồi. chọn sổ chi tiết mua hàng. Cái sổ tổng hợp mua hàng theo mặt hàng, nghĩa là khi mình mở ra nó tự hiện lên. Bây giờ mình Rồi. phải chọn lại sổ chi tiết mua hàng thì nó mới đúng. Rồi, rồi chị biết rồi. Mua chi tiết mua hàng của từng nhà cung cấp một đi. Của tất cả các nhà cung cấp nó đều hiển thị lên đây luôn. À, rồi. Chị đã Rồi rồi hạch biết rồi. toán những hóa đơn mua vào nào ở trong phân hệ mua hàng này thì Vâng. nó sẽ lên. Và chị lưu ý là tất cả các hóa đơn mua vào ấy nên vào phân hệ mua hàng để hạch toán, kể cả mua tài sản hay mua công cụ hay là mua dịch vụ thì đều vào hết phân hệ mua hàng này. Rồi, chị Chứ biết rồi. đừng vào chứng từ nghiệp vụ khác, bởi vì vào đấy tí nữa mình xem báo cáo nó không đồng nhất đâu. Thông ra Đúng rồi. tất cả các mục mua hàng nó đều vào mua hàng hết. Đúng rồi, chính xác đấy. Đây này, xong rồi bây giờ chị kéo thanh cuốn sang bên phải. Chị xem tài khoản nợ có của nó đây này. Thường đối với lại mua vào ấy Hàng nhập kho thì nó chỉ có nợ tài khoản 156 này, 152 này, 642 này hoặc là 154 nếu như là chi phí xuất dùng cho sản xuất luôn theo thông tư 133. rồi. Như hôm trước em bảo với chị là tự nhiên ở đây nó có 632 đúng không? Rồi. Thì phải tích vào thằng 632 này để xem hạch toán cái gì mà vào 632. Đây là Xăng. chị mua xăng. Hôm đấy chị bảo là mua xăng về làm gì đấy. Thì chị phải xem lại xem nếu như mà cái xăng này mà mua về dùng cho văn Cho xe phòng, đấy em, cho xe đấy. dùng cho xe mà chạy văn phòng ấy Tại văn phòng, thì phải hạch toán vào 642. 632 sáu bốn này, này. 632 này nó chỉ phản ánh Ừ, sản là giá vốn bán hàng hóa và thành phẩm thôi. Hiểu nhà mình không? có gì dạy còn xăng đâu nhỉ. Đúng rồi, thế nên là cái này phải hạch toán là 642. Nhưng mà nếu như em nhìn như thế này, đây cái này nó vào là từ ngày nào? Đây đây, chị nhìn đây 25 này. tháng 11 thì cái này nó hạch Cái này toán là tháng 11, để cho lên xem lại để lên báo cáo cho nó chuẩn một chút là được. rồi. Ừ. Rồi. Tức Đấy. là nếu như cái này thì các bạn ấy là đang hạch toán cho vào đi xe của văn phòng đúng Đúng rồi, chắc là trong văn phòng đấy, nhưng mà hạch toán 642 đi. Đừng hạch toán không? Rồi. 632, hạch toán 632 sau này chị đối chiếu doanh thu và giá vốn ấy nó sẽ bị chênh lệch. Ừ. Bởi vì cái Vâng. này nó đâu phải là giá vốn đâu. Cái này Đúng. như này nhá, có cái thì 642 nó cũng vào xăng hay là nó chia theo ấy? Không phải đâu, chắc là họ vào nhầm ấy chị. Vào nhầm à? Hạch toán nhầm đấy. Chắc chắn luôn. Đấy. Thế lại có cái 642 lại có cả dầu, đang nghe tách dầu riêng ra nó cho vào cả Không, dầu. cả dầu cũng được, không sao. Không sao. Ừ. Đấy. Nhưng mà đang sao lại cái 156 này nó mua hàng có ít thế này nhỉ? Đâu Mua chị nhiều phải lắm mà sao nó lại chọn âm? 156 này. Chị phải Nhưng mà chọn đang đúng sao tài cái khoản này mà nó... đang khó chứ. Ừ, cho đúng mà. Đây, 156 đây. Tiền hàng, tổng tiền hàng là đây. Ví dụ ở đây nhé, Ừ. chị chọn nợ tài khoản 156 đúng không? Nhưng Ừ. mà ở cái chỗ tên hàng này này, tự nhiên nó lại có dầu hoặc là nó lại có là tiếp khách chẳng hạn. Rồi, Thì chị phải rồi. xem lại tại sao nó lại bị như thế, hay là đang chọn sai mã. Đấy, còn Rồi, đâu tức thì bên này bên nó chỉ chị là có thì hàng hóa thôi. đúng rồi, chính xác. Còn thực ra Rồi. những cái mã này họ vào có đúng hay không thì chắc là chị cũng không thể kiểm soát hết được, bởi vì nó cũng nhiều ấy. Rồi. Mình kiểm Rồi. soát được cái nào thì mình kiểm soát thôi nhé. Rồi. Mua hàng này em lại nói nốt này, tức là đối với lại mua hàng hóa thì mình sẽ vào phân hệ mua hàng này. Chị vào phân hệ mua hàng xong rồi là vào phân hệ mua hàng chọn chứng từ mua hàng hóa thì nó sẽ ra cái chứng từ này, được chưa? Ra chứng từ như thế này rồi thì chị điền các cái thông tin vào đây và điền cái mã hàng vào đây. Đấy, ngày Rồi. hạch toán, ngày chứng từ là ngày ở trên hóa đơn và ngày hóa đơn cũng là ngày ở trên hóa đơn. Điền đầy đủ số hóa đơn. Chọn đúng Đây mã hàng, số lượng, đơn giá thành tiền là được. vậy chị đánh được 10 ngón Đấy, xong rồi là chọn thuế 10%, thế thôi. Hạch toán xong một cái hóa đơn thì chị phải lưu ý kiểm tra tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán là được. Đấy là nếu rồi. như mà chị là người phải nhập.
Còn nếu đối với lại mua công cụ dụng cụ hoặc tài sản cố định về mà để phân bổ dần ấy thì cũng vào phân hệ mua hàng này này, vào chứng từ Rồi. mua hàng hóa, và ở chỗ này này chọn là hai chứ không phải là một, chọn hai mua hàng trong nước không qua kho. Rồi. Xong rồi các thông tin ở trên này chị cũng chọn đầy đủ. Rồi. Ở dưới này xuống phần hàng tiền này này thì lúc này chị phải tạo một cái mã mới là công cụ dụng cụ nào đấy, xong rồi tính chất chọn nó chỉ là diễn giải là được. Sau Rồi. đó ở đây nó sẽ không có kho đâu mà nó sẽ là tài khoản chi phí, thì tài khoản chi phí lúc đấy chị hạch toán là 242 đấy, Rồi. và có cho 331 hoặc 111 Rồi. đấy, và cũng điền thuế đầy đủ. Đấy Rồi. là đối với mua công cụ. Còn mua tài sản thì thay vì hạch toán 242 thì mình hạch toán 211 tài sản cố định nhé. Rồi. Ừ. Và đối với mua công cụ và tài sản thì khi mà hạch toán xong ở trong mua hàng không qua kho rồi thì chị phải vào công cụ dụng cụ hoặc tài sản rồi chị lại ghi tăng ở đây đấy, nhấn vào ghi tăng hàng loạt ở đây, xong rồi chọn tham chiếu đến chứng từ mua hàng không qua kho mà mình vừa hạch toán đấy, để ghi tăng Rồi. điền đầy đủ các cái thông tin của nó vào là được. Rồi. Tài sản cố định thì cũng làm tương tự, cũng vào ghi tăng ở đây xong rồi điền các thông tin vào. Đấy là đối với mua vào. Đối với bán ra thì chị cũng kiểm tra tương tự, mình vào phân hệ bán hàng này, báo cáo phân tích này, xong rồi nhấn chọn báo cáo. Đối với bán ra này thì chị chọn sổ chi tiết bán hàng ấy, đây này Rồi. đấy, xong rồi cũng chọn năm mình cần xem, mình chọn tất cả mặt hàng và tất cả khách hàng, sau đó Bán nhấn đồng ra ý ở đây bán ra đấy. hiểu không nào? Cô những cái này thì biết rồi, nhập thì không biết thôi, cô thì phải kiểm tra thường xuyên. Đúng rồi, cái này thì bắt đầu từ năm 22 em nghĩ chị nên là mỗi quý kiểm tra một lần để chị chốt số liệu lãi lỗ như thế nào ấy. Đây là sổ chi tiết bán hàng này, chị cũng kéo thanh cuốn sang bên phải này. Đối với lại bán ra ấy thì tài khoản nợ của nó bao giờ cũng là nợ cho tài khoản 131, bởi vì của chị chắc là không có cái đơn nào dưới 20 triệu đâu đúng không? Toàn thu bằng chuyển khoản hết. Thì chị Toàn để chuyển cho khoản riêng công nợ là nợ cho 131 và có cho 511 và có năm cho một 333. Đấy, ờ. đồng thời phản ánh giá vốn nợ 632 có 156. Rồi. Ở đây mấy cái này em thấy chỉ có cái phí cho thuê này. Ừ, kho nhà Xong mình. bán hàng thấy toàn dịch vụ cho thuê à? Đây, bắt đầu đây với là hàng hóa này. Có kho thuê. Mấy cái này của chị có cho thuê này, Có đấy. hoặc là có cước vận chuyển bán ra đúng không? Có cứ vận Thế chuyển cái bán này ra. chị có tính giá thành không? Có tập hợp chi phí tính giá thành không? Ừ, hình như là không sao. Sao không tập hợp chi phí tính giá thành đối với các dịch vụ này này? Những cái dịch vụ này này em thấy Thì của chị cũng cũng không nhiều nhiều. đấy. Đúng rồi. Cũng nhiều này, để em chọn xem nhóm dịch vụ xem là của chị là bao nhiêu nhé. Đây này. Được. Dịch vụ này. Của chị cho thuê này Đây những 576 dịch vụ của chị 3 3 tỷ. tỷ. 3 tỷ thế này mà không tính giá thành à? Cái này phải tính giá thành đấy, tập hợp chi phí tính giá thành đấy, chứ không phải đơn giản như hàng hóa đâu. Không phải là mình phản ánh doanh thu vào 5113 xong rồi là chi phí hạch toán thẳng vào 632 hoặc là 642 đâu. Cái này chỉ phải có tập hợp chi phí tính giá thành. Tất cả những chi Không, phí cái liên, này của chị nó là dịch vụ cho thuê xe à? đúng rồi, dịch vụ Thì cho làm sao thuê biết? xe chị phải tính giá thành. Thế á? Cái chi phí của nó chính là cái khấu hao tài sản, tức là khấu hao xe, hoặc là chi phí dầu, hoặc chi phí sửa chữa, hoặc chi phí nhân công lái xe nếu có, hoặc là chi phí về cái liên quan đến lốp nhiếc này đấy, là nó sẽ là tập hợp vào 154, xong rồi là đến cuối kỳ thì sẽ kết chuyển sang 632 để xác định ra vốn. Đấy là theo trình tự đúng của nó là phải làm như thế. Bởi vì của chị là 3 tỷ đấy, em tưởng là có mấy chục triệu thì không cần, nhưng mà nó nhiều thì chị phải làm theo đúng trình tự như thế. Nếu không làm đúng nó gạt hết ra. Không phải gạt hết ra mà nó cho Mình tiền. mình không, nó phạt mình kiểu là hạch toán không đúng, Ừ. không đúng với lại bản chất ấy Thế bây chị. giờ em kiểm tra tổng quan hết cho chị đi xem là các bạn này có ấy không. Thế là cái này là phải tính giá thành. Đúng rồi, Còn cái nếu này như phải không tính là giá sẽ thành không theo dạng công bàn. trình này này.
ăn vận chuyển với lại cho Không, cái thuê. này không có thế nào đây này, không chưa tính khi nào luôn này. Đối với công ty thương mại chỉ có mua vào và bán ra thì nó không cần phải tính giá thành. Nó phát sinh doanh thu là 511 tương ứng với chi phí là 632. Rồi. Hiểu không? Còn Rồi. đối với lại công ty về dịch vụ thì phải tập hợp chi phí tính giá thành. Để em nói lại không, để mai chị lại hỏi Đây, lại đi. em ghi vào đây Chị này. vừa hỏi nó bảo chắc là vào nhầm, với chị bảo từ tháng 11 đấy, xong Không, cái đấy thì cái xăng đấy thì vào nhầm. Thì đúng, thì tí chặn bảo họ hạch toán lại vào 642 là được. rồi. Đây Nhưng này. mà cái tính giá thành này thế nào Đây em? này, đối với công ty thương mại chỉ có mua vào và bán ra thì không tính giá thành. Cuối kỳ chỉ cần vào phân hệ kho tính giá xuất kho để phản ánh giá vốn. Đây đối với công ty thương mại thì khi mà mua vào đấy, Rồi. nghiệp vụ bán này, nghiệp vụ bán hàng hóa này thì sẽ hạch toán là nợ cho tài khoản 131 này. Nợ 131. Công ty thương mại chỉ mua vào bán ra thì nhanh. Đúng rồi, thì nó nhanh. Mua vào bán ra thì phân Nợ hệ ở tài khoản 131 này, tính có giá tài khoản 5111 này, có tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra này, và phản đồng thời phản ánh giá vốn này. Đồng thời phản ánh giá vốn này, hàng hóa này, nợ tài khoản 632 và có tài khoản 156. Bởi vì nhá, khi mà chị bán ra ấy thì lúc này doanh thu này sẽ tương ứng với giá vốn này. Đây chính là giá vốn hàng bán này. tức là bán ra thì có doanh thu tương ứng với lại giá vốn hàng bán. Ừ, thì đây là lúc bán ra nhé. Cái nghiệp vụ bán chị phải hiểu, nghiệp vụ bán của nó là nó phản ánh hai nghiệp vụ. Phản ánh nghiệp vụ thứ nhất là nghiệp phản ánh doanh thu, và nghiệp vụ thứ hai là phản ánh giá vốn. Thì lúc Rồi. này doanh thu tương ứng với giá vốn. Như vậy là 511 tương ứng với 632, tức là có doanh thu và có chi phí rồi, đúng chưa? Rồi, đúng rồi, Đấy. tức là sẽ phát sinh chi Đúng, phí. cứ bao giờ có doanh thu là phải có phát sinh giá vốn tương ứng, hiểu chưa? Thế còn Chi đối với phí tức là giá vốn tương giá ứng vốn à? đấy, đúng rồi. Rồi. Còn đối với công ty này, đối với công ty về dịch vụ như cho thuê, vận chuyển thì phải tính giá thành theo phương pháp công trình. Ở trên Misa nó có phân hệ là giá thành công trình đấy, thì mình Có. đấy để tính giá thành theo phương pháp công trình ấy thì bước thứ nhất phản ánh doanh thu về dịch vụ, em gọi chung cái đấy là dịch vụ nhá, Rồi. nợ tài khoản 131, có tài khoản 5113 doanh thu cung cấp dịch vụ, Rồi. có tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra. 3 3 11 5. Đấy, đúng chưa? Thế bây giờ Rồi. nó phản ánh doanh thu rồi thì phản ánh giá vốn của nó ở đâu về cái dịch vụ này? Đúng Rồi. không? Rồi. Mà để phản ánh giá vốn được thì nó phải thông qua một bước là phản ánh chi phí. Các chi phí liên quan đến dịch vụ. Được chưa? Ví dụ Rồi. như là vận chuyển các kiểu đấy. Nhân viên. Nhân công rồi dầu rồi sửa chữa khấu hao tài sản. Rồi Rồi. đây, phản ánh các chi phí liên quan đến dịch vụ. Rồi. Như nhân công lái xe chẳng hạn này. Rồi. Chi phí sửa xe chẳng hạn này. Đối Rồi. với dịch vụ vận tải đúng không? Chi Rồi. phí khấu hao tài sản cố định đối với vận tải hoặc là cho thuê xe này. Đúng Rồi. chưa? Hoặc là chị có gì ấy nhỉ? Có cho thuê với cái gì ấy nhỉ? Cái máy thôi. Cho thuê cho thuê máy đấy, thuê xe thì nó cũng giống nhau như thế. Nó cũng có những Rồi. cái chi phí sửa chữa đấy. Nhưng mà Rồi. em gọi chung là chi phí sửa chữa, bởi vì biết đâu chị sửa máy
chứ không phải sửa xe ấy, thì em ghi chung là chi phí sửa chữa đấy, Ồ. rồi các cái chi phí liên quan khác, Rồi. hiểu không? Đấy thì lúc này nó phải tập hợp vào chi phí nợ 154, 154 chi tài phí sản xuất kinh khoản sản doanh dở dang. xuất. Cái tài khoản 154 này chính là tài khoản để tính giá thành đây này. Nợ Rồi. tài khoản 1331 nếu như có thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nếu có, được chưa? Rồi. Và có cho tài khoản 111 hoặc 331 nếu như chị thanh toán ngay hoặc chưa thanh toán, đúng không? Sau sau đó chị mới kết chuyển chi phí để xác định giá thành. 331 là phải trả đúng không? Đúng rồi. 1331 là thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có. Đúng rồi. Rồi rồi. Nếu Kết như là chuyển. chị nếu nếu như là chị lấy các hóa đơn về chi phí sửa chữa máy móc ấy. Đấy thì nó sẽ phát sinh thuế đúng không? Rồi Còn rồi nếu chị như hiểu mà rồi. nhân công thì đương nhiên là nó sẽ không có thuế rồi, thì nó chỉ Không là có nợ 154 thôi, đi đúng không? lương. Ừ. Nếu mà nó chi lương ấy thì nó là nợ 154 có ba có Nhân 334. công thì là chi lương rồi còn gì nữa đúng không? Ừ, là có 334, đúng không? Đấy, sau đó nó mới có bút toán kết chuyển chi phí để xác định giá thành. Giá thành của dịch vụ chính là các chi phí liên quan đến nó. Đấy, thì kết chuyển lúc này nó mới kết chuyển là nợ tài khoản 632 làm tăng giá vốn và có cho tài khoản 154. Như vậy nợ ở 154 ở đây với có 154 ở đây nó bằng nhau, đúng không? Thì như vậy nợ Rồi. có cuối kỳ của nó hết, đúng chưa? Bởi vì dịch vụ này thì thường là nó không có dở dang. Rồi. Thì cái này nợ có, cái này nó hết, phải không? Thế thì bây Rồi. giờ có phải là cái nghiệp vụ này nó sẽ là phản ánh giá vốn nợ 632 không? Và nợ 632 này nó có giống với nợ 632 trên này không? Đấy, Là lúc bốn này hai. nợ 632 này nó sẽ tương ứng với doanh thu dịch vụ đây này. Cái này là nợ Rồi. 6323. Rồi. Giá vốn dịch vụ. Rồi. Đấy, thì lúc này nó mới xuất hiện doanh thu và giá vốn tương ứng với nhau. Thì lúc đấy trên bảng cân đối tài khoản chị mới so sánh được là à trong năm nay tổng doanh thu về dịch vụ của tôi là 3 tỷ 2 đúng không? Mà Rồi. giá vốn của dịch vụ này tôi là 4 tỷ 2, vậy tôi đang bị lỗ mất 1 tỷ. Đấy, có phải là chị nhìn Rồi. ra rõ không? Đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn nếu như mà bên chị phản ánh các chi phí này vào nợ cho tài khoản 642 thì là sai. Hoặc 6421 6422 ấy, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ấy là sai, không Rồi. phản ánh đúng đâu. Mà nó đúng bản chất nó phải phản ánh qua 154 và kết chuyển sang 632 để xác định giá vốn dịch vụ. Nếu như thế thì sau này đến lúc cái của mình tận 3 tỷ mấy sau là sai Của hết chị nhiều, chị phải làm theo trình tự các bước như thế này. Nên à. khi thuế chưa kết toán thì chị vẫn nộp báo cáo tài chính bình Chị thường. đã năm 2020 rồi. Thì bây giờ chị sửa bắt đầu từ năm 21, chị phải làm đúng trình tự như thế này thì nó mới là đúng. Với cái thứ hai nữa là chị sẽ kiểm soát được. Kiểm soát được là doanh thu của dịch vụ nó là bao nhiêu, đúng không? Rồi rồi đúng rồi. Đấy, để mà tạo được cái doanh thu dịch vụ như thế này ấy thì bước đầu tiên chị phải vào ở trên này này, nó sẽ Thì có cái phần danh mục công trình. em kiểm tra cho chị xem là cái của năm trước, năm 2020. Đây em chỉ cần vào phần giá thành này này. Em chỉ cần xem 2020 này. Lấy dữ liệu này, nó cũng trả lên cái kỳ tính giá thành nào này, chị thấy không? Rồi. Hoặc là chị có thể biết được bằng cách là chị vào báo cáo này, bảng cân đối Rồi. tài khoản này, chọn là từ mùng 1 tháng 1 này 2020 này đến 31 tháng 12 năm 21 đi. Rồi. Đấy, bậc 3 này hiển thị số dư hai bên này. Chị nhìn xem nó có phát sinh nợ của tài khoản 154 hay không. Đấy, chị biết Đúng rồi. ngay, đúng không? Bởi vì Đúng rồi. 154 nó là tài khoản trung gian để tính giá thành mà. Ừ. Ông kiểm tra hết của mình hết 019 mà lại không ra nhỉ? Bởi vì Không được. đôi khi ấy, đôi khi thuế người ta kiểm tra người ta cũng không chỉ hết đây này. 154 của chị năm nào có đây này. Có 56 đấy. Đấy. Thế thì để em thử chọn đến 20, năm 20 xem nào. Chọn một kỳ này xem nào. Đây này, năm 20 có chị ạ. Ừ. Ừ, thế thì bây giờ nạp sang năm 21 xem nào. Chắc là các bạn ấy chưa vào. Chưa làm quên.
Đấy chị nhìn báo cáo thì chị phải biết được người ta có thể hiện hay không. năm tư có đây Đây này. Có thì đây bây giờ này. À, không phải rồi. 154 của chị là sản xuất. Sản xuất thì đương nhiên là 154 là đúng rồi. Chị ừ có đúng rồi thấy không? Chị có thấy đây thằng có thép hai lần thép không? rồi rồi À, sản xuất thì đương nhiên là 154 là phải rồi. rồi nhưng cái này vẫn bắt buộc là phải qua ấy đúng không, qua tính gia cảnh Đúng rồi. 154 đúng không, nhưng nó sẽ bao Ừ. gồm cả cả cái chi phí của ấy này nữa, chi phí của vận chuyển với Sản lại chi phí của cái kho đúng đúng không? rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Cho thuê và dịch vụ vận chuyển. Là Phải phải phản tính ánh giá qua thành của cái cước đấy và nữa. qua Ừ, thành đúng rồi. về Đấy. Còn và sản xuất thì đương nhiên là phải tính giá thành thôi. phải tính giá thành Ừ. rồi Mình biết thì mình phải tự rút ra mà xử lý thôi. rồi như loại đại loại là mình nhìn vào này Bởi vì là em nhìn vào phần giá thành công trình ấy thì không thấy có đâu. Đây này, rồi vào giá thành ở đây này. Cho công trình ở đây không thấy có, còn đâu sản xuất liên tục giản đơn thì chắc là có. Chắc là có nên là 154 nó mới ra. Đây này. Giản đơn họ có tính. Tức là dùng cho sản xuất đấy, sản phẩm đấy. rồi Đấy là các cái trình tự của nó. Đây này, như cái này doanh thu phải đi với giá vốn. Đây này, bây giờ em cho chị nhìn thử mà xem. Đây, em cho chị xem báo cáo bảng cân đối tài khoản của năm 20 nhé. rồi Này. Để chị xem doanh thu. Đây này. là 5111 là doanh thu bán hàng hóa này. quá Ở đây họ không tách 632 ra này. Đúng ra là phải tách 632 này ra là giá vốn hàng hóa này, giá vốn thành phẩm và giá vốn dịch vụ. Để rồi lúc đấy chị so sánh là doanh thu hàng hóa so với giá vốn hàng hóa là bao nhiêu. Công rồi ty chị đây này. Người năm ta rồi họ hai phải nghìn đối chiếu là doanh thu bán hàng hóa này so với giá vốn 632 bán hàng hóa là bao nhiêu này. Doanh thu bán rồi thành phẩm so với giá vốn 632 của thành phẩm là bao nhiêu này. Rồi dịch rồi vụ nữa để xem là doanh thu có lớn hơn giá vốn hay không. Và cái tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn thường thì nó lãi khoảng tầm 80 đến 90%. Đấy. rồi Nếu mà thấy doanh thu 511 đang nhỏ hơn 632 ấy là cái đấy là thuế họ sẽ vào họ quyết toán đấy. Thuế năm họ một một sáu ba hai nhưng cái này của mình lớn hơn đây đang nói là chung là như thế ấy. rồi là lỗ lại làm ăn lỗ nhỉ. Đấy, lỗ có, lỗ toàn doanh nghiệp 421 lỗ đúng. Có lỗ nhưng mà riêng 511 và 632 thì không được lỗ. 511 bao giờ phải lớn hơn 632, còn lỗ toàn doanh nghiệp là nó có các chi phí khác như là 635 và 642 nữa mà. Rồi, như cái này của mình là 648 cộng với 28 cung cấp dịch vụ là 1 tỷ Ừ. tám. Đấy. Chị nhìn báo cáo là chị phải nhìn cái 6511 và 632 như thế. Rồi. 511 bây giờ phải lớn hơn 632 nhưng mà năm nay chị nên bảo người ta là tách 632 ra chi tiết cho ba mảng thương mại, sản xuất và dịch vụ. Đấy, Tách cái thứ sáu hai nữa. ba hai thương mại Sản xuất xuất và dịch vụ vụ như đây là và phải đúng hết rồi, đúng rồi. Và rồi phải tính giá thành cho mảng dịch vụ. Đấy, thế là được. thành mảng dịch vụ Vâng. Buổi sau thì em sẽ hướng dẫn cho chị về cái kho, cách xử lý kho, rồi cách rồi nhập xuất kho vật tư khi mà sản xuất ấy. Đối với quy trình của sản xuất thì phải làm như thế nào, đi từ rồi bước nào đến bước nào, bởi vì nó phải làm theo từng bước một thì nó mới ra được kết quả đúng.